Dạ, mến chào cả nhà mình nha. Sáng cả nhà, sáng đi dạo một vòng vườn lan chơi nha cả nhà. Ngoài này chủ yếu lan gừng cả nhà, chưa tới cái mùa hoa. Con ít thanh đạm nở hoa nè. Rồi dẫn cho cả nhà mình thấy xem cái hạt quỷ nha, hạt quỷ gừng. Hạt quỷ này của đất coi, dùng đất coi á, ngoài nở hoa cả nhà. Em cắt bỏ để cho nó dưỡng cây á, để cho ra mầm nè, giờ nó cũng nở hoa nữa nè. Đó, chút em quay món ăn cho cả nhà xem nha, giờ nở hoa quá trời nè. Đó, cái thằng này để cái nào ra kim mình ôm. Rồi, giờ nó còn lại ít, nó sổ hoa nè cả nhà, quay cả nhà xem nha. Cắt bỏ cung khúc đó về số hoa. Đây là hạt quỷ đất coi nha cả nhà. Nụ. Bây giờ mình cắt ngang để dưỡng cây để cho nó ra cái mầm mới đó. Rồi những cái mắt ngủ nào nó còn lại, những mắt hoa nào còn lại nó sổ hoa. Rồi cái nào nó không sổ hoa nữa thì nó sẽ sổ kỳ. Sổ kỳ thì mình nhân giống. Đó, nhân giống thì nó hơi lâu, nhân giống thì qua năm thứ hai nó mới chơi hoa được. Ngoài này có cái hoa màu xanh đẹp lắm rồi cả nhà. Cả nhà mình ngắm hoa chơi nha. Ở đây cây Sonia Nia. Sonia. Sonia thì hoa nó màu tím. Ở ngoài này chiếu lan gừng, lan gừng thì nó nhiều loại lắm. Này cũng lan gừng nữa nè. Này là hoàng lạp hay còn lại là hoàng lan. Ở đây có cây benzoda nó sổ hoa nè, màu hoa nó chưa có bung căng mấy. Này hoàn toàn là lan gừng hết. Rồi em đi chợ sáng em cũng mua được một bịch nấm. Đây nấm bồ ngư cả nhà, hôm nay em sẽ nấu nấm bồ ngư, mình nấu canh nấm bồ ngư với trứng nha, cực kỳ ngon luôn đó. Rồi ở đây em có bịch thịt, thịt này nói chung mua nhiều nhiều gì để dành ăn chứ không phải là ngày mang hết nhiều đây. Này thịt với xương đó, thịt này thì em sẽ lấy miếng ba gọi em kho tiêu. Rồi hai món đơn giản nha cả nhà. Rồi về em sẽ đi làm sạch sẽ nha cả nhà. Rồi sáng em đi chợ thì em đi đảo vòng cả nhà, mua miếng thịt ba gọi. Ba gọi này mình sẽ kho tiêu nha cả nhà. Ba gọi này chút mình sẽ xào lên cho nó săn, cho nó ra hết mỡ rồi nó rút ngược trở lại á, miếng thịt nó mới ngon nha. Kho lại miếng thịt nó trong nó rất là ngon. Rồi nấm này em sẽ nấu với hột gà nha. Đó. Gà em bỏ tủ lạnh này, chút em lấy ra. Cái này mà cả nhà mình có mua thêm thịt bằm á, cả nhà bỏ vô nữa thì khỏi phải bàn luôn. Bản chất nấm này nó ngọt rồi mình nấu rồi là cực kỳ ngon luôn. Thịt bằm rồi thêm hột gà nó vừa ngon vừa rẻ vừa bổ nè cả nhà. Rồi bây giờ mình đi vô chế biến cả nhà. Vậy vị gồm có hành nè, tỏi của hành, đường, bột ngọt, nước mắm. Rồi mình vô chế biến nha cả nhà.
loại gà. Không có ba hộp gà cả nhà. Mình sử dụng hộp gà hay là hộp vịt, hộp gà ta, hộp gà công nghiệp gì cũng được nha. Ở đây em có hộp gà ta, mình sẽ hộp gà ta nha. Em xài ba hộp này, em mua nửa cái nấm. Đó, nấm này em sẽ mua nửa ký này nha. Em tước sợi nó ra nè. Đó. Rồi, thì cái chảo thịt bây giờ nó cũng săn rồi, bây giờ mình sẽ ốp cái gia vị vô như thế nè. Bỏ tỏi vô nè. Mình sẽ cho bột ngọt vô nha. Rồi, cái đó là đường. Rồi nước mắm luôn cả nhà. Sẽ đợi để cho nó thấm nha cả nhà. Quay qua tới nồi canh nè cả nhà. Bây giờ em sẽ bắt lửa lên nha. Lửa lên cháy đó. Cho miếng dầu ăn vô nha cả nhà. Ít thôi. Giờ cũng nóng rồi đó, bây giờ mình cho tỏi nè. Ít củ hành vô nha, đó thôi. Rồi giờ tỏi củ hành đâu tính vàng cả nhà. Đó, giờ em sẽ cho cái miếng vàng nha cả nhà. Đó, giờ em sẽ cho cái nấm vô nha. Nấm bầu ngư. Xào cho nó săn nóng cho thơm thôi, mình nấu canh nó ngọt lắm. Món này nấu nhanh rồi rẻ tiền là dễ ăn, nó là bổ. Bây giờ em sẽ cho nước vô nha. Lượng nước bây giờ quên thêm cái lượng nước vừa đủ với cái lượng nấm nha cả nhà. Đó, thăng xứng với cái lượng nấm. Rồi bây giờ em sẽ quay qua em sẽ kho thịt nha. Giờ sẽ bắt lửa lên. Đó, kho thịt. Giờ mình sẽ chờ đợi nha. Bây giờ nãy em cũng có thêm nước vô trong thịt đó cả nhà, cho nó chín thịt nha, thêm nước lạnh đó. Rồi giờ nó sôi cũng quá chừng luôn rồi, bớt lửa nha. Sôi quá chừng sôi luôn rồi. Rồi giờ em sẽ cho củ hành với hành lá vô cho thơm nha cả nhà. Đó, cái này vô là bao thơm luôn. Coi lại thì cái nồi canh nấm nó cũng sôi cả nhà, nó sôi lên vậy là nó chín rồi đó, nó nhanh chín lắm. Rồi giờ em sẽ thêm cái gia vị của nó nha, cho cái gốc hành vô nha. Này hành nhiều quá nó cũng ngọt luôn đó. Em bó hành em xài hoài nó không hết đó nha. Vì giờ em nấu ăn em đã nhiều lắm luôn. Hành nước này rẻ, nó đã nhiều cho thơm. Rồi bây giờ công đoạn kế tiếp là
chế cái trứng vô nghe nha, trứng gà vô nghe, chế vô mấy lần cái nghe nha. Cái này nó dạng dạng như là súp vậy đó cả nhà, nó giống vậy đó, nhưng mà súp ở nhà hàng thì người ta còn để bột mì rồi vô cho nó có sình sệt, thì mình không có ăn bột mì nữa, mình không có để nấu canh bình thường ăn nha. Đó, này cả nhà có thịt bằm bỏ vô nữa là thôi khỏi hết bài luôn nha, cực kỳ ngon. Rẻ, vừa rẻ mà nấu nhanh mà nó bổ nữa cả nhà, dễ nấu. Rồi công đoạn cuối cùng là em cho thêm cái lá hành này nó vô nha. À, bây giờ là nó chín nó dần rồi. Rồi bước kế tiếp nữa là cái này mới là cuối cùng là tiêu nè. Đó. Rồi còn nhiêu mình để chút mình bỏ vô nồi thịt. Rồi vậy là em nấu xong cái nồi canh nấm rồi cả nhà. Quên nói ra nhà mình đó, hồi nãy em có bỏ cái gia vị em nêm vô á, nhưng mà tại vì nãy em bấm cái máy nó bị bấm nhẹ quá làm sao nó không ăn cả nhà. Nhưng mà bấm không trúng cái nút nữa làm sao nó không ăn, cho nên em không quay cho cả nhà mình xem được nha. Chứ cái nãy em bỏ gia vị đường một ngọt rồi vô muối rồi vô vậy đó, nó gì vừa ăn luôn đấy nghe cả nhà. Rồi giờ là cái thành phẩm của cái công tác lửa nha, cái thành phẩm của cái canh bào ngư nấu với trứng rồi cả nhà. Đó. Cực kỳ ngon nha cả nhà, dễ nấu, nấu nhanh, ăn rất là ngon là bổ, mà nó ngọt lắm luôn canh này. Rồi quay quay lại thì cái nồi thịt nó cũng sôi cả nhà nè. Đó, bây giờ mình phải để cho nó sắt xuống, nó kẹo xuống nó mới ngon nè, nước sình sệt nó mới ngon. Quay quay lại thì cái nồi thịt nó cũng sắt xuống rồi cả nhà. Đó, nó sình sệt nha, ăn rất là ngon, cho chế ớt vô. Đó, mình tiêu rồi. Rồi tắt lửa luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy lúc sôi thấy có nước chứ mà nãy là nó kẹo cái sệt 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 lại đó nha. Đó, cái này ăn là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Rồi vậy là xong, đơn giản canh nấm. Nấm này cái lúc mình không biết, mình quay cái lúc mình im nếm mình bấm sao nó không ăn không mình cũng không hiểu nổi nữa. Để chừng quay lại tắt cả nhà thấy nó chưa ấm à, thì đêm mình cũng đường muối buồn ngọt kia vậy thôi cả nhà, chứ cũng không có gì nha. Đã rồi qua kiểm tra nồi cơm luôn, cơm chín luôn rồi cả nhà. Ồ, bọc con ngủ rồi. Rồi vậy là xong bữa cơm đó cả nhà, chuẩn bị ăn. Dạ em mời cả nhà mình ăn cơm với hai chồng em nha. Dạ em chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với hai chồng em nha. Bữa cơm này cái món canh rẻ tiền nè cả nhà, nấm bào ngư nấu với trứng gà, thịt sao mặn, trứng gà trứng vịt gì nấu cũng được cũng ngon. Cái này bỏ thịt vô nữa là hết bài luôn, thịt sao mặn xong. Leo cắn nhiều ra cay, ăn ớt ra cay, ăn kia nấm ngọt kìa. Nấm này ngon quá, nấm này nấu canh là ngon, sao quá. Ngon rồi mới ăn cơm tiệm vậy thôi. Dạ rồi em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo nha.